Còn ở đây đâu em? Ngủ một tiếng dài dài vẫn buồn ngủ thì đéo nào, sáng giờ cũng đang ngủ suốt rất lâu rồi nhỉ. Tại vì tối nay ngủ sớm. Mẹ em gọt mỏ lại gãy mà thật biết nghe mà gọt nghe bằng dao ấy. Mẹ gọt kìa gãy nghe rồi ân thù mẹ em dạ từ vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn tính tô màu đẹp hay là các kênh cảm tất cả các bạn rất nhiều. Đi làm từ mấy giờ bọn? Đi làm từ mấy giờ đấy? Tôi đợi anh hả? Ok. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp cho mình xin lượt like lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh đó là con sóc cute để gửi tặng các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh mình các bạn ạ.
toán cực kỳ được. Nhưng mà anh kia yên đấy. Mà mấy 30 ghi chống thế nào quên đi. Chứ là cái đêm đó kìm. Quy tiền hơn, dạo này làm gì cái không thấy nhà mấy. Quê về lại đi quê về lớp. Quê về lớp. Đi quê về lớp rồi. Mua một bộ quần áo xanh đây à. Quần áo lao động xanh đấy. Chắc cái quê về lớp này. Quê về lớp. Bây giờ sẽ về. Vì lúc đấy chắc là cùng đầu tư về chứ. Mới đầu tư quần áo với vậy. Có gì vẫn là kiểu làm nông trại cực kỳ ơi. Hả? Vẫn làm kiểu nông trại. Làm nông trại vui vẻ đấy. Ừ, vẫn kiểu trồng trọt chăn nuôi các kiểu đó. Thế thằng đi. Mua được đất chưa mà làm. Thuê. Không thì tụi anh em mọi hàng nào đấy thì bố được vận lực vận lực kiểu giống như Quang Linh Vlog cái này thi thoảng lại có cái gì lên tải lên sau lại quay tiếp. Phải lấy máy khác quay.